huấn luyện viên Philip Trucci, U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng SEA Games. Huấn luyện viên Philip Trucci tuyên bố, U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng trước Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Trước khi vào giải, mục tiêu trước tiên của U22 Việt Nam là vào bán kết. Giờ đây, chúng tôi đã làm được. Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam đều giành huy chương vàng. Và giờ đây đó cũng sẽ là mục tiêu sau cùng của chúng tôi, huấn luyện viên Philip Trucci cho biết. Ông phát biểu thêm trong lúc chuẩn bị cho trận bán kết đấu U22 Indonesia, cả 4 đội vào bán kết đều muốn có vé vào chung kết. Tuy nhiên đây là thể thao, có người thắng kẻ thua. Ai chuẩn bị tốt hơn, có khát khao và thể hiện tốt hơn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Tôi không biết trước kết quả nhưng chắc chắn trận tới gặp U22 Indonesia sẽ khó khăn. Đội bóng của tôi cố gắng hết sức. Còn đội nào thắng là đội xứng đáng, cả về tinh thần, nỗ lực, đấu pháp chiến thuật. Chúng tôi cần tất cả những thứ đó để chuẩn bị cho trận bán kết. Thuyền trưởng U22 Việt Nam chia sẻ, U22 Việt Nam đang có được sự tự tin lớn. Ở giải này, một nửa đội mới ở độ tuổi U20. Họ có tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu lớn như SEA Games. Vì thế tôi luôn cố gắng truyền đạt sự tự tin cho đội bằng cách rèn luyện đấu pháp, chiến thuật và kỹ năng một cách nhuần nhuyễn cho đội trong suốt hơn 2 tháng qua. Tôi trao cơ hội cho một số cầu thủ ở trận đấu với U22 Thái Lan vào tối qua. Màn trình diễn của họ để lại những dấu ấn nhất định và đó cũng là cơ sở để tôi có thêm lựa chọn nhân sự cho vòng bán kết. Chắc chắn U22 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Toàn đội cố gắng hết sức, đồng thời tôi cũng đánh giá những trận đấu như thế này rất tốt cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Ông đưa ra thêm góc nhìn, trước đây tôi chưa từng huấn luyện một đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á, tuy nhiên tôi cũng cảm nhận được tính chất của cuộc đấu giữa những nền bóng đá hàng đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Điều này tôi từng trải qua khi dẫn dắt Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc như ở châu Âu là cuộc đối đầu giữa các đội Đức, Anh hay Pháp. Những cuộc đọ sức như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nền bóng đá. World Cup cũng mở rộng số đội và đó là cơ hội để các đội bóng Đông Nam Á nắm lấy. Các trận đấu tại ASEAN Cup sắp tới là thời cơ để các đội thử thách. Tất nhiên việc đối đầu như vậy tạo ra nhiều áp lực cho các đội bóng. Người hâm mộ nhiều khi không chỉ mong chờ chiến thắng mà còn muốn đội phải thắng đậm, thắng đẹp nữa. Tuy vậy điều đó cũng là động lực để các cầu thủ thêm cố gắng,